Cảm tạ quý khán thính giả Saigon TV tiếp tục theo dõi Góc Nhìn Trung Thực do Bích Trâm phụ trách cùng kinh tế gia Đình Xuân Quân. Chúng tôi xin tiếp tục đưa ra những phân tích xung quanh bản tin về chuyến đi thăm Trung Đông của Tổng thống Joe Biden trong tháng 7 năm 2022. Chuyến đi gây một số tranh cãi, kính thưa quý vị, bởi vì hình ảnh của ông Biden gọi là cụng tay với Thái tử bin Salman của Ả Rập Saudi, mà ông bin Salman chính là người được cho là đã đứng đằng sau cái vụ ám sát ký giả Khashoggi. Cho nên nhiều những cái nhà tranh đấu nhân quyền người ta nói là ông Biden đã làm thụt lùi nhân quyền. Cho nên hồi nãy kinh tế gia Đình Xuân Quân có nói đây là một chuyến đi gọi là raison d'etat, tức là vì ông đã đặt cái lợi ích của quốc gia lên trên cảm xúc của ông. Có thể là ông không muốn đi đâu nhưng ông vẫn làm cái chuyến đi này. Và nhân đây thì bởi vì cái vụ ám sát ký giả đó nó xảy ra từ 3-4 năm trước, thưa quý vị, dưới thời của Tổng thống 45. Cho nên chúng ta cũng nên ôn lại phản ứng của Tổng thống 45 là ra sao. Thì ông 45 từng khoe với ký giả huyền thoại Bob Woodward. Bob Woodward là nhà báo lừng danh mà đã phanh phui cái vụ Watergate, thưa quý vị. Thì khi mà có dịp phỏng vấn ông Trump thì ông Trump đã nói với ông Bob Woodward là ông đã cứu Thái tử MBS sau cái vụ ám sát nhà báo Khashoggi. Ý nói là nhờ có ông Trump mà Quốc hội Mỹ đã không làm khó Thái tử MBS. Thì sau vụ ám sát, chúng ta biết là tình báo CIA đã kết luận với một độ tin cậy cao là chính Thái tử bin Salman là người ra lệnh sát hại nhà báo một cách rất là dã man. Thì có lẽ bởi vì nhà báo này là người chuyên viết những cái bài mà chỉ trích những cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Ả Rập Saudi. Thế nhưng ông Trump đã sử dụng đặc quyền của Tổng thống đi vòng Quốc hội, bác bỏ nghị quyết trừng phạt Saudi của Quốc hội Mỹ. Thì như ông Quân chỉ ra, rốt cuộc thì hợp đồng võ khí trị giá lên đến 8 tỷ đô la vẫn được thực hiện. Saudi vẫn có võ khí để mà đánh với Yemen. Hoa Kỳ vẫn ủng hộ Saudi trong cuộc chiến Yemen. Công bình mà nói thì cũng nhờ có quan hệ nồng ấm với Israel, với Ả Rập Saudi mà vào năm 2020 thì chính quyền Trump đã thành công trong việc ký kết một cái thỏa thuận gọi là Abraham Accords. Thỏa thuận Abraham nối lại quan hệ ngoại giao giữa Israel, Saudi và Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là UAE. Thì đây là một cái thành quả ngoại giao phải nói là sáng chói, thưa quý vị, của thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, mặt khác thì dưới triều đại của ông Trump thì không chỉ với Mỹ mà quan hệ giữa Saudi và Nga nó cũng trở nên rất là kháng khít. Phải nói là hai đại gia dầu hỏa này đã phối hợp nỗ lực thông qua cơ chế OPEC Plus để mà định đoạt sản lượng cũng như là giá dầu hỏa trên thế giới. Và những cái ân huệ mà ông Trump ban phát cho Thái tử bin Salman lúc còn làm Tổng thống nó đã tỏ ra có lợi cho gia đình của ông Trump, bởi vì 6 tháng sau khi rời Tòa Bạch Ốc thì như ông Quân nhắc hồi nãy, công ty đầu tư của con rể ông Trump là Jared Kushner. Đây là một cái công ty mà chuyên quản trị những cái quỹ đầu tư của người nước ngoài, đã nhận một cái khoản tiền khổng lồ 2 tỷ đô la từ một quỹ của Thái tử bin Salman của Saudi, bất chấp phản đối từ Ủy ban giám sát quỹ này, bởi vì người ta cho là đây là đầu tư rủi ro không nên làm. Vâng, bây giờ chúng ta nói về chuyến đi của Tổng thống Joe Biden. Như ông Quân nói, đây là một cái chuyến đi ngậm bồ hòn. Nhưng mà tại sao ông phải ngậm bồ hòn? Ông ngậm bồ hòn trong bối cảnh là đại dịch Covid, cũng như là cuộc chiến Ukraine nó gây lạm phát toàn cầu, giá xăng tăng cao. Thưa quý vị, từ cuối 2021, tình báo Mỹ nói là Trung Quốc có thể là cái nước mà đang giúp Ả Rập Saudi phát triển hỏa tiễn đạn đạo cho Saudi. Cho nên ông Quân nói là ông Quân nhìn thấy trong những cái cuộc diễn hành thì Ả Rập Saudi lại có một số hỏa tiễn đạn đạo. Mà nếu như đúng điều này đang xảy ra thì rất là phức tạp. Tình thế rất là phức tạp, bởi vì không thể nào bắt Iran ngừng chế tạo võ khí nguyên tử nếu mà Ả Rập Saudi, tức là hai nước mà đối đầu với nhau, cũng đang được Trung Quốc giúp chế tạo những cái võ khí như vậy. Rồi đến đầu 2020, Thái tử bin Salman của Ả Rập Saudi đánh tiếng với Trung Quốc, nói là Saudi có thể niêm yết giá bán dầu hỏa cho Trung Quốc bằng đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc chứ không phải bằng đô la. Và nếu như điều này xảy ra thì sẽ làm suy yếu đồng đô la trên trường quốc tế. Thì đây có thể là những cái cách mà Saudi vì muốn níu kéo Mỹ trở lại Trung Đông cho nên đưa ra những cái tình huống như vậy. Bởi vì Saudi rất là cần ô dù an ninh của Mỹ. Chúng ta biết, thưa quý vị, Saudi là nhà sản xuất dầu hỏa trụ cột của OPEC và OPEC Plus. Chỉ cần Saudi đồng ý mở thêm van dầu hỏa để mà hạ nhiệt giá nhiên liệu trên thị trường thế giới là có thể giảm lạm phát, sẽ giải quyết những cái vấn đề đang đè nặng lên nền kinh tế Mỹ lẫn kinh tế toàn cầu. Và những cái vấn đề đó nó có nguy cơ tước mất cơ hội của Đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới. Thì đây có thể nói là một cái tính cách win-win, tức là đôi bên cùng có lợi. Nếu mà thiết lập được một cái mối quan hệ song phương ổn định giữa đôi bên, giữa Mỹ và Ả Rập Saudi. Còn trong lĩnh vực an ninh khu vực, thưa quý vị, thì chiến lược bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số nước Ả Rập, mà quan trọng nhất là Ả Rập Saudi, đây là cách mà Hoa Kỳ nhắm đến để cô lập Iran. Chính sách này như hồi nãy nói đã được khởi động dưới thời của Tổng thống Trump. Đây là một cái, như đã nói, là một cái thành quả ngoại giao quan trọng của thời Donald Trump. Và nay thì chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục đẩy mạnh, tiếp tục thắt chặt cái quan hệ giữa các nước trong khu vực với Israel, như việc Saudi đã mở không phận của mình, cho phép những cái chuyến bay thương mại của Israel. Thưa quý vị, xung quanh hồ sơ nguyên tử của Iran, tại vì nếu mà nói đến vấn đề an ninh khu vực thì phải nói đến cái thỏa thuận nguyên tử của Iran. Đến nay thì không có tiến bộ trong việc nối lại cái thỏa thuận này. Và chúng ta không loại trừ khả năng là có bàn tay Nga lũng đoạn. Bởi vì chúng ta biết Iran chính là đàn em của Nga trong cuộc chiến Syria. Và như ông Quân nhắc hồi nãy, Tổng thống Putin của Nga cũng vừa mới sang bên Iran gặp gỡ giáo chủ Khomeini. Và Iran rất có thể là sẽ cung cấp những cái loại drones, những cái loại máy bay không người lái tác chiến cho Nga trong cuộc chiến Ukraine. Và như vậy thì Hoa Kỳ nhìn thấy cái viễn ảnh là có thể là sẽ không thể nào mà đạt được một cái thỏa thuận với Iran. Như vậy, cách mà Mỹ có thể kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran chỉ có thể đạt được nếu như thiết lập được một cái liên minh phòng thủ khu vực, bao gồm có Israel, có Ả Rập Saudi, có các nước Ả Rập khác trong khu vực. Thưa quý vị, trong chuyến đi lần này, chính quyền Joe Biden đã ký đến 18 cái thỏa thuận hợp tác với Ả Rập Saudi trong các lĩnh vực như đầu tư, như viễn thông, năng lượng, thám hiểm không gian, vân vân. Xin nhắc lại là vào năm 2019, dưới thời vị Tổng thống tiền nhiệm, thì Ả Rập Saudi đã chọn công ty Huawei của Trung Quốc. Huawei tức là công ty viễn thông lớn nhất của Trung Quốc mà người Việt mình gọi là Huawei đó. Thì Saudi đã chọn Huawei để triển khai mạng lưới hệ thống 5G cho Saudi. Mà nếu như thực hiện được thì Trung Quốc sẽ là cái nước mà có ảnh hưởng trực tiếp trên hệ thống thông tin, tức là hạ tầng cơ sở rất là trọng yếu của Saudi. Nhưng mà một trong những cái thỏa thuận mà ông Biden ký trong chuyến đi lần này, đó là Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin của Ả Rập Saudi đã ký với Hoa Kỳ một cái dự án để mà thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ 5G, 5G và 6G qua kỹ thuật mới có tên là Open Radio Access Network, gọi tắt là O-RAN. Thưa quý vị, O-RAN đây là một cái đại khái là kết nối mạng 5G, một cái kỹ thuật mới, kỹ thuật mở của công ty phương Tây Ericsson. Đây là một giải pháp thay thế cho việc dựa vào Huawei. Thì phải nói là đây là một cái lĩnh vực quan trọng mà Hoa Kỳ không thể để cho Trung Quốc lấn sân với một cái đồng minh lâu năm như Saudi. Chúng ta biết là trong vòng 30 năm qua, không một Tổng thống Mỹ nào mà không đến thăm Saudi, từ ông Bush cha đến ông Bill Clinton, ông Bush con, ông Obama, rồi ông Trump. Và đến đời ông Biden thì phải đợi 18 tháng Tổng thống Biden mới làm cái chuyến đi này. Và Tổng thống Biden cũng nói là đã có tiến bộ trong việc kéo dài thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen, nơi mà Saudi chiến đấu với các chiến binh Houthi mà được Iran hậu thuẫn. Thưa quý vị, nếu mà đánh giá chuyến công du trong nỗ lực thiết lập lại quan hệ ngoại giao cũng như là củng cố an ninh khu vực và làm tăng dòng chảy dầu mỏ cho không những cho nước Mỹ mà cho toàn cầu. Thì về vấn đề dầu khí, chúng ta phải chờ thêm thời gian. Nhưng mà Tổng thống Biden đã nói là ông trông đợi Saudi sẽ hành động trong những tháng tới. Dường như là Saudi đã có một cái cam kết riêng nào đó với Tổng thống Biden. Và chúng ta cũng biết là OPEC Plus mà Saudi là thành viên, họ có thỏa thuận về sản lượng cho từng nước. Và thỏa thuận này nó hết hạn vào tháng 9. Thì khi đó sẽ là thời hạn mà nếu muốn thì Saudi sẽ gia tăng cái mức khai thác dầu của họ. Và nếu như điều này xảy ra có nghĩa là giá dầu sẽ giảm đáng kể. Điều mà Bích Trâm muốn đưa ra ở đây cho quý khán thính giả đó là việc ông Biden dám làm và dám chịu. Ông biết sẽ bị chỉ trích về nhân quyền vụ Thái tử bin Salman, nhưng ông vẫn thực hiện chuyến đi. Đã đành là trong tư cách là một cái vị lãnh đạo của thế giới tự do thì ông cần thể hiện những cái giá trị dân chủ. Nhưng chúng ta thấy là vụ ám sát nó xảy ra 3-4 năm trước rồi, dưới thời của người tiền nhiệm. Rồi ngay sau khi lên, ông cũng đã hành động. Vâng, dù có những cái lấn cấn như vậy, nhưng mà ông vẫn thực hiện chuyến đi đến thăm một cái đất nước Saudi mà đang có xu hướng thắt chặt quan hệ với Nga, với Tàu để mà khôi phục ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Và qua đó cho thấy tính cách của một nhà ngoại giao tầm cỡ. Và cũng với tư cách của một người cầm đuốc soi đường cho thế giới tự do, thưa quý vị, Tổng thống Biden cũng có trách nhiệm với nước Mỹ, với cả thế giới tự do, không để những thể chế độc tài như Nga, như Trung, như Iran lấn át và đe dọa trật tự thế giới, đe dọa những giá trị dân chủ, công lý cũng như là luật pháp quốc tế. Thì có thể nói là chuyến đi đã thành công trong việc đặt ra những cái nền tảng cho nhiệm vụ này. Bích Trâm xin mời. Vâng, tôi muốn thêm vài cái nữa là vào 3 tháng 8 này đó thì sẽ có cuộc họp OPEC. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy cái kết quả tốt hay là rất tốt hay là ngoạn mục của chuyến đi của ông Biden tại Trung Đông. Cái thứ hai đó, tôi nói là bao giờ cũng vậy, trong chính trị nó có cái gọi là real politics. Ví dụ Hoa Kỳ vẫn là liên lạc với Trung Quốc, là cái người nhốt trên 1 triệu người, nghĩa là Nguy Dô Nghĩ, người ở Tân Cương, hay là các tổng thống Hoa Kỳ trước đây đó đã nghĩa là làm việc với khối nghĩa là cộng sản, thì đó là cái gì? Gai dòng data, đó là những cái lợi ích của thế giới, lợi ích của đất nước. Và đây đó thì mình thấy rõ ràng là ông Biden đã đặt cái là quyền lợi của Hoa Kỳ trên hết. Vâng. Sau đây kính mời quý khán thính giả theo dõi một số thông tin thương mại của Saigon TV. Chương trình sẽ trở lại trong giây lát.